Khi trồng hoa hồng thì các anh chị mong muốn có một cây hoa hồng đẹp, sai hoa đúng không ạ? Nhưng sau một thời gian chăm sóc, do không có kinh nghiệm nên cây hoa hồng của các anh chị hay gặp các vấn đề như đen cành, thối rễ do tưới quá nhiều nước, cây còi cọc, chậm lớn, lá nhạt màu, mầm nụ không ra được do không biết cách chăm bón phân theo định kỳ. Nên cây hồng xấu, chết làm cho anh chị chán nản và không muốn chăm sóc thêm đúng không ạ? Qua thời gian nghiên cứu và thử nghiệm thành công trên cây hoa hồng tại vườn bên em, đã cho ra mắt bộ chế phẩm chăm sóc đặc biệt dành cho cây hoa hồng. Bộ sản phẩm bên em bao gồm 3 chai. Chai số 1, kích thích ra rễ mạnh, làm cho cây khỏe mạnh, rễ trắng ra tua tủa, tăng khả năng lấy nước, các dinh dưỡng từ đất. Chai số 2, kích thích ra chồi mạnh, tăng bật chồi, bật mầm gốc, mầm nhánh cực mạnh, mầm mập đều, mập ú, nụ ra chi chít. Chai số 3, được chiết xuất từ chuối chín, trứng, sữa, đậu nành, kích thích hoa to, đậm màu, chuẩn form, cành mập ú và cây khỏe mạnh. Bộ chế phẩm phân bón bên em được chiết xuất trên 85% là phân hữu cơ nên không có mùi, không gây độc hại cho sức khỏe và môi trường sống. Anh chị khi mua hàng bên em sẽ có một đội ngũ nhân viên kinh nghiệm chăm sóc cây, tư vấn tận tình tỉ mỉ về cây, tình trạng cây hoa hồng của mình. Đặc biệt khi anh chị mua 3 chai theo combo sẽ được free ship, tặng một lọ kích thích rễ mạnh chuyên dùng để chiết và dâm cành. Các anh chị hãy liên hệ qua số hotline 0366 136 283 để được bên em tư vấn về phân kỹ hơn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị.